Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá những dòng điện thoại đang có mức giá giảm tại Thế Động Điện Máy Xanh nhân dịp cuối tuần cho bạn xem. Và Quyền sẽ cập nhật tất cả các điện thoại tại shop luôn các bạn nha. Đầu tiên sẽ là dòng điện thoại Poco C40 với mức giá hiện tại là 3.490.000 và chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng, chỉ còn 2.990.000 các bạn. Và đây là một trong những dòng điện thoại của Xiaomi, mức giá rẻ và có dung lượng pin khá lớn, 6.000 mAh trên giờ và màn hình là 6.71 inch các bạn. Máy thì trang bị viên RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nha. Camera selfie là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 pixel. Máy là thiết kế nhựa nguyên khối, nhựa nhám các bạn nha, hạn chế bấm tay và chạy xước. Nổi bật với cụm cam phía sau với độ phân giải camera chính là 13, cam phụ là 2 pixel. Và đây là cảm biến vân tay các bạn nha, đèn LED ha, chữ Poco đây, rất là tuyệt vời. Với mức giá hiện tại thì chỉ còn 2.990.000. Đây là một trong những dòng điện thoại rất đáng quan tâm trong phân khúc giá rẻ này, và đang có chương trình giảm giá cuối tuần tại Thế Động Điện Máy Xanh. Đối với dòng điện thoại của Oppo thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại Oppo E16K với mức giá hiện tại là 3.290.000 và chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng, chỉ còn 3.090.000. Máy sẽ trang bị chúng ta một cấu hình như sau. Màn hình của máy sẽ là 6.52 inch, độ phân giải là HD cộng, và trang bị con chip là Helio G35 8 nhân, RAM 3, bộ nhớ 32GB, và chúng ta sẽ có camera chính phía sau là 13 pixel các bạn nha. Máy thiết kế khá mỏng các bạn. Camera selfie thì dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 pixel, pin 4230 mAh và hỗ trợ sạc là 10W các bạn nha. Với mức giá hiện tại chỉ còn 3.090.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh các bạn nha, rất là tuyệt vời. Đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Oppo mà Quyền nghĩ các bạn đáng quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại, vì đang có mức giá giảm 200.000 đồng tại Thế Động Điện Máy Xanh. Redmi C35 là một trong những dòng điện thoại có rất nhiều bạn đang quan tâm vì ngoại hình thiết kế rất là đẹp các bạn. Với mức giá hiện tại là 4.290.000 mà chúng ta sẽ được giảm 300.000 đồng, chỉ còn 3.990.000, và có hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Máy trang bị màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là T616 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Camera selfie của máy là 8 pixel các bạn, dạng hình giọt nước. Máy thiết kế cũng rất đẹp, bắt phẳng nè, tuyệt vời. Về mặt lưng chúng ta sẽ có mặt lưng giả kính rất là đẹp như thế này, với 3 camera. Camera chính là 5 pixel, camera phụ thứ nhất là 2 pixel, và camera phụ còn lại là 0.3 pixel. Với mức giá hiện tại là 3.990.000 và có hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Máy được trang bị một viên pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 18W, sẽ giúp rút ngắn thời gian sạc cũng lại tăng thời gian trải nghiệm máy lên. Đây là một trong những dòng điện thoại khá là đẹp của dòng điện thoại Realme, với mức giá hiện tại đang được giảm 300.000 đồng tại Thế Động Điện Máy Xanh, chỉ còn 3.990.000 và có hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Đây là một trong những dòng điện thoại Quyền nghĩ các bạn đáng quan tâm nhất các bạn nha, đối với dòng điện thoại Realme. Với dòng điện thoại Vivo giá rẻ thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại Vivo Y01 với mức giá hiện tại là 2.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng, chỉ còn 2.790.000. Vivo Y01 chúng ta sẽ được trang bị một màn hình là 6.51 inch, độ phân giải HD cộng, và sử dụng con chip là P35 8 nhân, RAM 2, bộ nhớ 32. Camera selfie là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 pixel các bạn nha. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc 10W, mặt lưng nhám, hạn chế bấm tay và chạy xước. Nổi bật với cụm camera này các bạn, với độ phân giải là 8 pixel. Máy cũng rất là ok nha, với mức giá là khá là rẻ, chỉ còn 2.790.000. Và đây là một trong những dòng điện thoại của Vivo có mức giá giảm cũng rất là ok. Tiếp theo là giá rẻ của Vivo nữa các bạn, đó là 3.490.000. Vivo Y02s giảm 200.000 đồng, chúng ta chỉ còn 3.290.000 thôi các bạn. Đây 3.490, giảm 200 các bạn nha, còn 3.290.000, và chúng ta sẽ được một cấu hình như sau. Máy trang bị màn hình là 6.51 inch, độ phân giải là HD cộng, và sử dụng con chip là P35 8 nhân, RAM 3, bộ nhớ 32. Chúng ta sẽ có camera selfie dạng hình giọt nước như thế này với độ phân giải là 5 pixel. Rất là ok. Máy thiết kế nè, vách các cạnh, các phẳng, các mặt cạnh nè, nhìn rất là sang trọng. Mặt lưng nhám, hạn chế bấm tay mình chạy xuống. Nó bật với cụm camera các bạn, rất là đẹp. Với độ phân giải của camera chính là 8 pixel các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ có cái một cái dưới này đèn LED các bạn nha, nhìn cứ ngỡ là camera không, nhưng thật sự nó là đèn LED. Máy cầm rất là ôm tay, không bị cấn tay. Với mức giá hiện tại là chỉ còn 3.290.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh và có hỗ trợ góp các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại đang có mức giá giảm tại Thế Động Điện Máy Xanh đối với hãng Vivo. Đối với dòng điện thoại Samsung thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại Samsung Galaxy A13 phiên bản 4GB với mức giá hiện tại là 4.690.000, giảm 400.000 đồng các bạn, chỉ còn 4.290.000 và hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh chúng ta. Máy trang bị màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus, và trang bị con chip do chính Samsung sản xuất luôn, đó là con chip Exynos 850 8 nhân,
RAM thì chúng ta sẽ có 4GB hoặc là 6GB, nó sẽ có một phiên bản 6GB để chúng ta lựa chọn, và với giá trong là 128GB. Đây là một trong những dòng lượng bộ nhớ cũng khá là lớn, đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc, chơi game giải trí trên dòng điện thoại Samsung Galaxy M13 bản 4GB này. Máy trang bị camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 8 megapixel các bạn. Pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Mặt sau dạ kính nước này nha, nó bật với 4 cam với độ phân giải camera chính là 50 megapixel, camera phụ là 5, hai camera phụ còn lại là 2 megapixel, và đây là LED. Rất là ok. Và đây là trong những dòng điện thoại Samsung và điện giảm giá trong tuần này, giảm giá đến 400.000 đồng, 4.690 giảm chỉ còn 4.290 và có hỗ trợ góp không trong lấy sức tại thế đồng điện mới xanh. Các bạn nào đang quan tâm đến dòng điện thoại Samsung thì đây là một trong những dòng điện thoại đáng quan tâm trong thời điểm hiện tại, vì đang có mức giá giảm cũng rất là sốc các bạn nha, 400. Và đây là Samsung Galaxy M33 các bạn nha, 7.290.000 giảm 400.000 đồng chúng ta, chỉ còn 6.890.000 và hỗ trợ góp không trong lãi suất tại thế đồng điện máy xanh. Cấu hình của Samsung Galaxy M33 thì các bạn màn hình đó rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay chúng ta các bạn, 6.4 inch thôi, độ phân giải là Full HD Plus và trang bị con chip Exynos 12808 nhân và có hỗ trợ mạng 5G chúng ta. Có mạng 5G trong tương lai luôn, rất tuyệt vời. RAM thì chúng ta sẽ có là 6GB, bộ nhớ trong là 128, đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc chơi game giải trí trên dòng điện thoại này. Tuyệt vời. Và đây là một trong những dòng điện thoại thiết kế cũng khá là nhỏ gọn và đẹp các bạn. Đây là camera selfie ha. Này, camera selfie là 13 megapixel, hứa hẹn sẽ đem ra cho sẽ mang lại cho chúng ta những bức ảnh và video sắc nét nhất có thể. Pin 5000, sạc 25W. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ mặc lưng nhám hạn chế bấm tay và chạy xước, nó bật với cụm 4 camera với độ phân giải camera chính lên đến 48 megapixel, camera phụ nhất là 8, camera phụ thứ hai là 5 và camera phụ còn lại là 2 megapixel. Tuyệt vời. 7.290.000 giảm còn 6.890.000 và có hỗ trợ góp trong lãi suất tại thế nào là mới xanh. Samsung Galaxy A33 có hỗ trợ mạng 5G trong tương lai chúng ta luôn các bạn nha, và trang bị chuẩn kháng bụi nước là IP67, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Và đây là Oppo A76 với mức giá hiện tại là 5.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng các bạn, chỉ còn 5.490.000 và có hỗ trợ góp 500 lãi suất tại thế đồng điện xanh và còn có một số dịch vụ khuyến mãi kèm theo, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một màn hình 6.56 inch với độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip là Snapdragon 680 8 nhân, RAM 6 và nhớ 128 các bạn nha. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lỗ nằm trong màn hình thế này với độ phân giải là 8 megapixel, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Mặt lưng chúng ta sẽ mặt lưng nhám bo các góc cạnh như thế này, tạo cho chúng ta một cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. Đây là camera phía sau các bạn nha, 2 cam với độ phân giải camera chính là 13, cam phụ là 2 megapixel, rất là đẹp, rất là nổi bật. Với giá hiện tại 5.990.000 và có hỗ trợ góp 500 lãi suất tại thế nào bị máy xanh và giảm cho 500.000 đồng các bạn, chỉ còn 5.490.000 thôi, rất tuyệt vời. Hãy đến ngay thế đồng điện máy xanh để chúng ta trải nghiệm trên tay dòng sản phẩm Oppo A76 này các bạn nha, rất là tuyệt vời luôn á, rất là đáng quan tâm. Oppo Reno 74G 7.90 và chúng ta sẽ được giảm 800.000 đồng, chỉ còn 7.190.000 và có hỗ trợ góp 500 lãi suất tại thế nào điện máy xanh. Reno 74G là một trong những dòng điện thoại cũng thuộc dòng Nexus các bạn, cũng dòng cao của Oppo với một thiết kế rất là đẹp, nó cạnh bên phát phẳng thế này, mặt lưng giả da ha, nhám hàng chéo bấm tay chạy xước và chúng ta sẽ có nổi bật với cụm camera phía sau rất là cổ điển. Bắt đầu phân giải camera chính là 64 megapixel, hai camera phụ là 2 megapixel, đèn led trong cái bên ngoài nha, mặt lưng nhám. Chúng ta sẽ có một màn hình là 6.43 inch, dự dạng nằm trong lòng bàn tay chúng ta, bắt đầu phân giải là Full HD Plus, trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân, RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB, bộ nhớ trong là 128. Đó là ok. Với dung lượng này thì chúng ta đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc chơi game giải trí trên dòng điện thoại Oppo Reno 74G đây. Camera selfie dạng đục lỗ nằm trong màn hình với độ phân giải là 32 megapixel, quý hệ sẽ đem ra cho chúng ta một cái bức ảnh những thức video cho thực chất có thể. Máy thì trang bị pin là 4500 mAh và hỗ trợ sạc là 33W các bạn nha. Sạc nhanh 33W thì sẽ giúp rút ngắn thời gian sạc và tăng cái thời gian trải nghiệm cho chúng ta. Và đây là một trong những dòng điện thoại rất là đẹp các bạn. Rất tuyệt vời. 7.990 giảm 800 còn 7.990.000 và có hỗ trợ góp không cho lãi suất tại thế đồng điện máy xanh. Đây là Xiaomi Note 11S 8GB, bộ nhớ trong 128GB, 6.690.000 giảm 700.000 đồng, chỉ còn 5.990.000 các bạn và có hỗ trợ góp không cho lãi suất tại thế đồng điện máy xanh. Về cấu hình của máy thì chúng ta sẽ được trang bị một màn hình 6.43 inch với độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là Helio G96 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 128.
Chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình thế này, với độ phân giải là 16 pixel, sẽ đem cho chúng ta những phim, video, bức ảnh từ camera selfie nó sẽ sắc nét như có thể. Ngoài ra chúng ta sẽ được trang bị một pin 5000 mAh và tốc độ sạc nhanh là 33W, sẽ giúp rút ngắn thời gian sạc của chúng ta lại và tăng thời gian trải nghiệm máy lên, rất là tuyệt vời. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ có mặt lưng nhám hạn chế bóng người ta bị chảy xước, nổi bật với cụm camera với độ phân giải camera chính lên tới 108 pixel. Camera phụ thứ nhất là 8, hai camera phụ là 2 pixel, và đây là đặt các bạn nha, máy rất là ok, cầm nắm rất là vừa tay các bạn, tuyệt vời. Với giá hiện tại là 6.690.000, giảm 700.000 đồng, chỉ còn 5.900.000, và có hỗ trợ gốc không dòng lãi suất tại Thế Đạo Nguyễn Văn Xanh. Đây là một trong những dòng điện thoại quyền nghĩ rất là đáng quan tâm trong thời điểm hiện tại, Xiaomi Note 11 S các bạn nha. Xiaomi Redmi Note 11 4GB, bộ nhớ trong 64GB, 4.690.000, giảm 300.000 đồng, chỉ còn 4.390.000, và hỗ trợ gốp không dòng lãi suất tại Thế Đạo Nguyễn Văn Xanh chúng ta. Và đây là máy trang bị màn hình là 6.43 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip là Snapdragon 6808 nhân của Mỹ các bạn nha. Màn hình với tần số quét là 90Hz giúp chúng ta thao tác nút chạm nó cũng rất là mượt mà các bạn, rất tuyệt vời. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình, với độ phân giải lên đến là 13 pixel, hứa hẹn sẽ đem cho chúng ta những bức ảnh và thước video căng thật nhất có thể. Pin 5000 và sạc nhanh là 33W các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại có trang bị tốc độ sạc cũng khá là cao. Về camera selfie, camera sau thì chúng ta sẽ có một mặt lưng nhám hạn chế bóng tay chạy xước, và camera thì chúng ta sẽ camera sau là 50 pixel, camera phụ là 8, hai cam phụ còn lại là 2 pixel các bạn nha, ba cam phụ các bạn, và đây là đấy mặt lưng nhám hạn chế bóng tay chạy xước, cầm nắm cái đầu tay tuyệt vời. Với giá hiện tại là 4.690.000, giảm 300.000 đồng, chỉ còn 4.390.000, và có hỗ trợ góp công trong lý sức tại Thế Đạo Nguyễn Văn Xanh. Galaxy 9 là một trong những dòng điện thoại giá cũng rất là ok các bạn, với cấu hình đáp ứng đủ nhu cầu chúng ta từ học tập, làm việc, chơi game và giải trí các bạn nha. Với trong phân khúc giá này 6.690, giảm 500, chỉ còn 6.390.000, và hỗ trợ góp hàng trăm lợi suất cho chúng ta. Mặt lưng của máy các bạn rất đẹp, rất là ôm tay, bo các góc cạnh này, nhám hạn chế bo ôm tay luôn. Chúng ta sẽ có 3 cam phía sau, camera chính là 108 pixel, cam phụ nhất là 8, cam phụ còn lại là 2, đây là lát các bạn nha. Máy thì chúng ta sẽ được trang bị một màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip của Mỹ Snapdragon 6808 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB, bộ nhớ trong 128. Đây là dung lượng RAM đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc, chơi game giải trí trên dòng điện thoại Redmi 9 này. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình thế này, với độ phân giải là 16 pixel. Hứa hẹn sẽ đem cho lại chúng ta những cái thước phim và video hình ảnh từ camera selfie chân thật nhất có thể các bạn nha. Pin 5000 mà nhưng mà thiết kế cũng khá là mỏng các bạn, không quá dày. Nói chung là rất là ok trong cái tầm giá này, Redmi 9 các bạn nha, có sạc nhanh luôn các bạn nha, 33W, 6.690.000, giảm 500.000 đồng, chỉ còn 6.190.000, và hỗ trợ góp làm cho lãi suất cho chúng ta, tuyệt vời. Và đây là Redmi 8 8 128GB, 7.290.000, giảm ra 1 triệu, chỉ còn là 6.290.000 các bạn, và có hỗ trợ góp làm cho lãi suất tại Thế Đạo Điện Máy Xanh, rất là ok. Về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.4 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip là Helio G95 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB, bộ nhớ trong 128 các bạn nha. Và camera selfie cũng dạng đục lỗ nằm trong màn hình, với độ phân giải là 16 pixel, pin 5000 và sạc 30W, rất là ok, tuyệt vời. 7.290.000 giảm còn 6.290.000, và có hỗ trợ góp cho lãi suất tại Thế Đạo Điện Máy Xanh. Máy là mặt lưng này bóng các bạn nha, với 4 cam, với độ phân giải camera chính là 64, cam phụ nhất là 8, 2 cam phụ còn lại là 2 pixel. Ok, Redmi 8 các bạn nha, 7.290.000 giảm còn 6.290.000, và có góp không lãi suất luôn, tuyệt vời. Và đây là Redmi 9 Gold 7.990.000, và chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng, chỉ còn 7.490.000, và hỗ trợ góp không trong lãi suất tại Thế Đạo Nguyễn Văn Xanh. Redmi 9 Gold thì chúng ta sẽ có một cấu hình như sau, màn hình của máy là 6.6 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip của Mỹ các bạn nha, Snapdragon 695 5G 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lỗ nằm trong màn hình thế này, với độ phân giải lên đến 16 pixel, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W các bạn nha. Máy thiết kế cũng rất là mỏng các bạn, mặt lưng thì mặt lưng bóng các bạn nha, nó có một vằn màu giữa máy nghiêng, chúng ta sẽ được đổi màu thế này, rất là đẹp.
ba cam phía sau với độ phân giải camera chính là 64 megapixel, cam phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 2 megapixel. Tuyệt vời. Máy thì chúng ta sẽ đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc chơi game giải trí trong dòng điện thoại này các bạn. Với mức giá hiện tại là 7.990.000, giảm 500.000 đồng, chỉ còn 7.490.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn à, tại Thế Động Điện Máy Xanh. Rồi các bạn nào đang quan tâm đến dòng điện thoại của Realme thì đến ngay Thế Động và Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể tham khảo trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này các bạn nha. Và đây Realme vừa cập nhật xong cho các bạn xem tham khảo về mức giá cũng như dòng điện thoại đang được giảm giá cuối tuần tại Thế Động Điện Máy Xanh. Rất mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn, giúp bạn có một video tham khảo về giá của điện thoại các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.